ta đến với app thứ sáu là app đọc tin tức và xem giá vàng, giá con. Thì đối với cái app này á, các bạn sẽ được học cách khai thác các API miễn phí trên mạng. Thì các API này đều đến từ những cái nguồn uy tín ha. Rồi chúng ta sẽ có cái phần xem tin tức. Thì đây là những cái tin tức nóng nhất trong ngày. Và tiếp tục là sẽ có phần giá vàng, giá con được cập nhật ngay tại thời điểm hiện tại. Mình cũng là một người rất thích xem tin tức, cho nên là khi làm ra cái app này á, thì việc xem tin tức của mình á, và cả cập nhật những cái biến động của thị trường á, nó khá là tiện lợi ha. Thì trong khóa học mình cũng hướng dẫn các bạn á, đóng gói cái app này thành một cái file, và khi mình muốn sử dụng á, mình chỉ click vào đúng một cái file duy nhất đó, nó sẽ mở cái app lên cho các bạn xài ha. Và từ cái file đó các bạn có thể chia sẻ cái phần mềm này cho bạn bè cùng xài, rất là thú vị ha. Rồi khi mà hàng ngày các bạn vào đây các bạn duyệt tin tức á, các bạn thích cái tin nào và các bạn thấy hứng thú với cái tin nào á, các bạn hãy click vào, thì ngay lập tức cái app của mình sẽ mở một cái trình duyệt và mở ra đúng cái bài báo đó cho các bạn đọc ha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo của khóa học.